Dân số ở đó khoảng 70.000 người. Đối với bên Anh như thế là khá nhiều. Cần một cái ngôi nhà đôi thì làm từ đất sét như từ thời xa xưa. Và đất sét vẫn tiếp tục làm cấu trúc khu vực chủ yếu ở đây. Abamay hình thành ở thế kỷ thứ 17. Thành phố này đã từng là kinh đô của vương quốc Dahomey hùng mạnh. Kể từ thời đó đến ngày nay, thành phố vẫn lưu giữ được những mảng còn lại của quần thể lâu đài. Ở Dahomey từng có 12 đời vua, và hầu như vị vua nào cũng cho xây dựng cho mình đằng sau những bức tường cao vút kiên cố kia, những tòa lâu đài và thánh đường. Kết quả là giờ đây ở Dahomey có hẳn một di tích kiến trúc tầm cỡ thế giới, một di tích của tòa thời đại. Chúng ta hãy làm quen với thời đại này. Dahomey đã từng tồn tại gần 300 năm. Vương quốc này chiếm một vùng lãnh thổ khá là đáng kể và đã bị sụp đổ dưới tay những kẻ thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19. Các vị quốc vương Dahomey nắm quyền cai trị tuyệt đối dựa vào thế lực của quân đội hùng mạnh. Người Dahomey thống nhất lại nhờ quốc gia để chống lại những người láng giềng. Mà mỗi sang bạc đi, vua Akacha đã chọn ra một số người đẹp để lập nên một đội chiến binh ăn số lên đến vài nghìn. Một con đường tại đây, trên quảng trường rộng lớn này, họ đã biến thành các buổi huấn luyện động tác quân sự. Là con đường Việt Nam, con đường của ba. Thời đại Hồ Chí Minh, con đường của thời đại chính quyền của quân vương được củng cố bằng những ngôi nhà đây là thiết kế vạn dựng. Những cái đầu bị chặt được xếp thành đống ở đằng trước cung điện, mỗi người đều được sử dụng trong các dịp lễ. Hàng năm có khoảng 500 người con đi đến từ nhà sàn của bác. Đường con đi bắt đầu từ đây, đường con đi nối bao nhiêu đỉnh núi, giữa ngàn tiếng vang ca hát về bạc mãi mãi, giữa đất trời bát ngát chứa chan, giữa tâm lòng người dân Việt Nam. Đường con đi theo dấu chân người, đi dọc Việt Nam yêu dấu, nối trăm miền bằng tình bạn thiên tha, nối trăm miền bằng tình bạn bao la. Con đi cùng thời gian dài mãi, đường con đi gian khổ đầy vơi, đường con đi nỗi bao nhiêu mơ ước, nỗi ngàn tiếng vang ca hát về bạc mãi mãi, giữa đất trời bát ngát thiên tha, giữa tâm hồn người dân Việt Nam. Đường con đi theo dấu chân người, đi dòng Việt Nam yêu dấu, nối trăm miền bằng tình bạn thiên tha, nối trăm miền bằng tình bạn. Ở đây có ai được chân dung, đây là người dạng của mình, các loại bằng
Mỗi sản phẩm ở đây đều rất độc đáo và không có cái thứ hai, bởi vì các sản phẩm này được làm bằng công nghệ gọi là công nghệ sát bị mật. Công nghệ này không cho phép làm ra các bản sao chính xác. Chúng ta hãy đi làm quen với công nghệ này. Quy trình sản xuất bắt đầu từ việc nặn mô hình. Nghệ nhân dùng sắt ong thông thường để nặn mô hình và chỉnh sửa các chi tiết trên đó. Sắt ong là một chất liệu dễ nặn, và đối với người nghệ nhân, người họa sĩ, thì nặn một thứ gì đó từ sắt ong không phải là một việc quá khó khăn. Khi sản phẩm bằng sắt đã xong thì cần phải đắp đất sét chịu lửa ra ngoài. Xin mời, nước đây. Để cho nắm đất sét của chúng ta không bị vỡ ra khi nung, cần phải đắp một lớp đất nặn ở bên ngoài cho chắc chắn. Khi chúng con được về bên nhà ba, làm con đường mà mỗi sáng bác đi quanh nhà xa, một con đường cách mạng là con đường Việt Nam, con đường của bác. Con đường của thời đại Hồ Chí Minh. Con trong quá trình nung nóng, sắt ong sẽ chảy ra trở thành chất lỏng, còn thằn lằn sẽ được đúc bằng hợp kim đồng, đồng thau, nhô, đồng vàng. Nghệ nhân đã gửi với tôi rằng con thằn lằn sẽ có màu ánh vàng rất đẹp mắt. Đường con đi từ nhà sàn của bác, đường con đi bắt đầu từ đây, đường con đi nối bao nhiêu đỉnh núi giữa ngàn tiếng vang ca hát về bác mãi mãi. Giữa đất trời bát ngát chứa chan, giữa tâm lòng người dân Việt Nam. Đường con đi theo dấu chân người, đi dọc Việt Nam yêu dấu, nối trăm miền bằng tình bạn thiết tha, nối trăm miền bằng tình bác bao la. Giờ đây cần phải đổ máu ra. Nếu như lượng hợp kim quá nhiều thì vẫn còn cái khuôn nữa sẵn sàng chờ ở đây. Đường con đi cùng thời gian dài mãi, đường con đi gian khổ đầy vơi, đường con đi nỗi bao nhiêu mơ ước, nỗi ngàn tiếng vang ca hát về bác mãi mãi. Giữa đất trời bát ngát thiên tha, giữa tâm hồn
người dân Việt Nam. Đường con đi theo dấu chân người, đi dọc Việt Nam yêu dấu. Nối trăm miền bằng tình bạn thiết tha, nối trăm miền bằng tình bạn. Hôm nay chúng ta vừa mới tới một tình cảm cảnh như vậy.